À, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hạnh Phúc nha. Tiếp tục clip sau này giới thiệu anh em một ít hàng này nha. Xin nhắc lại từ đầu luôn là quy định mua máy anh em cọc trước cái cọc Viettel 50k nha, cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel, nhắn mình họ tôi địa chí cùng với cái máy cần mua nha, để anh biết gửi máy anh em đúng hàng luôn nha. Thì số điện thoại hàng là 0355 356 356, có trên cái bảng nha anh em cứ gọi thẳng số điện thoại đó nha, thì có người bán máy và giao dịch với anh em nha. Thì anh em nào mà chứng khoán thắng á, tin tưởng á, thì chứng khoán thắng mình bảo ship. Tất cả các anh em nào mà chứng khoán thắng thì đều bảo ship hết nha anh em. Rồi, không dài dòng nữa nha. Mấy trong đầu tiên trong clip hôm nay là một em Samsung J737 nha anh em. Bản hàng ha. Bản hàng một sim, nhờ máy cực đẹp luôn. Nói chung là máy quá đẹp nha anh em. Nó 99% luôn nguyên zin. Nguyên zin 99%, đẹp keng sà beng luôn. Những con máy này rất là hiếm nha, anh em thấy cái kính không? Không hề có vết xước, đặc biệt hay. Quá hay cho con máy này luôn. Bật máy lên cho anh em. J737 Galaxy Watch 3, chờ tí nó vô nha anh em. Mới vô nguồn. Con máy nói chung là xài rất là mướt. Cám này mà rất đẹp nha. Sáng đẹp ha. Cám nó xài rất là mướt. RAM 332 nha anh em, màn hình 5.5 inch. Pin con này thì 3003. Galaxy 3 Watch 3, nó là đây. J737 đây. Đó. Chức năng thì full nha anh em. Bản hàng xài rất mướt nha. Chữ T này đó, T là bản hàng đó. Ok, con này ra đi cho anh em, giá của nó là 1850 nha. 185 kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. Tiếp đến là con Reebok Lut anh em. Reebok Lut bản VN nha, 2 sim. Con này là tróc bên VN nhẹ khắp đây. Còn như là kính đẹp, lưng đẹp, 98-99%. Màn hình 6 inch nha anh em, RAM 216, pin con này là 3003. Máy ngoại hình này còn rất là ok. Đó. RAM 216 GB, con này ra đi cho anh em giá 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6 nha anh em, Reebok Lut. Rất nhiều tín đồ xài con này nha. Thực sự anh em luôn, rất nhiều bạn rất thích cái con Reebok Lut này. Cái dòng này, rất nhiều, chưa gặp kèo chuẩn thôi. Nếu đúng anh em thích là đã quất ngay. Không, thực sự con Reebok Lut này nha, 1 triệu 6, kèm sạc dán kính nha. Oppo A3s anh em, màu đỏ, đã thay vỏ cell như mới luôn, nếp cell đã thay rồi. A3s màn hình 6 inch 2, RAM 216, pin con này là 4230, pin 4002, nói chung là cũng rất là ok, đại dán lực rồi. Máy đẹp như bóng hộp nha anh em, kèm sạc và dán lực cho anh em đầy đủ nha. Mặt sáng cho anh em dễ coi. Đó, chức năng này wifi nha, wifi cũng như là chức năng ok hết ha. Đó, màn sáng đẹp nha anh em, vỏ thay mới như là bọc hộp luôn. A3s giá ra đi cho anh em 1650, kèm sạc dán kính nha. 165, máy rất đẹp. Lại về thêm một con Joy 3 nữa nè, Vinsmart Joy 3. Hôm nay có cái ốp lưng có thể kèm theo máy cho anh em luôn nè. Máy đẹp 99 nha anh em, máy đẹp tầm 98-99% nha. Con này màn hình 6.5 inch nha anh em, RAM 332, pin con này là 5000, trâu bò nha. Màn thì đã dán kính cho anh em rồi, màn dán kính đó, máy rất là đẹp. Chức năng full nha anh em, Vinsmart Joy 3 full chức năng, máy đẹp tầm 98-99% luôn. RAM 332 nha anh em, pin 5000, con này để anh em giá 1890, 1.890.000, kèm sạc dán kính nha. Lại thu được một con J7 Dream mà bản VN Việt Nam, vỏ hơi trầy, vỏ số 6 như này anh em, cũng không phải là quá xấu quá nha, 94-95, máy Dream, mấy con này là đường cây nguyên Dream nha. Đó, kính đẹp anh em, kính có 1-2 cọng lông chuột thôi, cực nhỏ, còn cái vỏ thì có xước xước như này. Màn ra sáng đẹp nha. Anh em nào thích bản riêng thì con này nha, chưa hề thay thế ha. Con này chưa hề thay thế hết nha anh em. Máy rất là ok. Anh em nào thích riêng thì kết nối với mình con này nha. Màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 332, pin con này là 3000. Pin 3000. Máy rất ok nha.
Rebate rim nha anh em. Màn đẹp, màn sáng đẹp. Chỉ có cái vỏ hơi xước xước trời trời do xài lưng này. Đó, còn như là rất ok nha. Con này đoán nhanh cho anh em luôn, giá 1450. 145 kèm sạc dán kính nha. 1.450.000, quá bèo. Kèm sạc này dán kính cho anh em luôn, một con duy nhất nha. iPhone 8 nhỏ anh em, máy đẹp 9899 nha, nguyên ring, nguyên app. Nguyên ring, nguyên app. Phone 8 mình cam kết anh em là ring từ A tới Á luôn nha, đặc biệt không hề qua sửa chữa cũng như thay thế bất kỳ một cái gì nha. Con này màn hình nhỏ gọn đẹp như iPhone 7. Đó. Màn trước thì có một hai cọng lông chuột nhỏ nhỏ, lông mèo. Nó sượt sượt chứ không phải là sượt. Sượt sượt qua này. Từ mấy ring thì không thể tránh khỏi. Đó, nó sượt sượt này đây. Anh em thấy không? Đó, không sượt xuống luôn nha. Sượt 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 còn vậy thôi. Đó. Còn rất là sáng đẹp. 64GB ring quốc tế, 64GB. Cực đẹp nha. Lưng sau của nó là 99 luôn. 64GB. Máy nguyên áp, nguyên ring. Chức năng là full. Mấy con này thì anh em yên tâm, 8 nhỏ. Anh em nào thích xài dòng 8 nhỏ dễ thương này thì bập nha. 64GB bản AOL. Đó. Máy rất là ok luôn, full quốc tế, bao quốc tế trọn đời cho anh em con này. Quốc tế là bao trọn đời nha, chứ không phải là mấy bao anh em reset dòng 2 thoải mái. Ừ, máy sạch. Bỏ sim vô là xài, không lên tay nha. Con này để anh em giá 4450. 4450 nha anh em, một con duy nhất cho anh em nha. 4.450.000. Riêng app từ A tới Á luôn, máy đẹp 98 tới 99. Chỉ có sượt sượt một hai đường rất là nhỏ. Tiếp theo, G7 Pro bản hàng màu gold. G7 Pro bản hàng màu gold. Máy đẹp tầm 97. Rõ sao có xuất sắc vậy. Kính đại dáng lực đẹp rồi. Màn hình 5.5 nha anh em. RAM 332. Pin con này là 3600. G7 Pro thì pin 3600. Màn này thay chưa ta? Màn này hình như mình nhớ là chắc là màn thay rồi. Thấy có kêu lem nhem tí. Con này màn thay. Xác định luôn, rõ ràng. Màn thay nhưng mà còn rất là đẹp nha. À, máy còn rất là ok, màn chuẩn chỉnh luôn, bao anh em không bao giờ đưa lắc nha. Đó. G7 Pro bản hàng một sim. Con này để anh em giá 1.550. 1.550 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Một con duy nhất nha anh em. 1.550. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A30 bản VM, vỏ sao xước. Đó. Nguyên ring. Vỏ sao xước sát như clip mình quay. Kính thì đơn co thôi. Kính vài cọng lông mèo. Kính có vài cọng lông mèo được cái nguyên ring. Đó, A30, màn không ám nha. Đây. Màn hình 6.4, RAM 332. Pin con này là 4000 nha. Màn cực đẹp nha. Kính có xước một hai đường. Có sao nó dậy cho nó rõ rõ ràng luôn, khỏi phải gửi đi gửi về cho anh em nha. Anh em mua mình cũng phải test lại nữa. RAM 332 này chuẩn chỉnh này. Đó, máy nguyên ring và xem sơ suất gì vậy. Đó, máy thì như clip mình quay luôn. A30 màu xanh, anh em mua nhớ nói kỹ nha. Con này để anh em giá 2.6 nha anh em. 2.6 ha, kèm sạc dán kính cho anh em nha, nguyên ring áp nha. Đó, 2.6 Samsung A30. Tiếp theo nữa là một con Realme Wii. Realme Wii. Đó, vỏ sao thì có xuất sắc như hình nhá. Màn hình 6.3, RAM 664, pin con này là 40. Pin 4000. Pin 4000. Đó, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Kính đẹp keng sạc luôn, lưng sau nhám nhám nhẹ thôi, cực nhẹ do sạc lưng. Cực nhẹ ha. Camera 4 mắt nha. Cao ra thì 4 máy rồi. Máy đây. Đó, Realme Wii nha anh em. RAM 6 này, 64 này, có sẵn cho anh em luôn này. Đó. Rất là ok. Con này xài mạnh nha anh em. Wi-Fi cực mạnh luôn. Đó, email 2 sim. Ok. Máy màn hình ring, vỏ ring từ A tới Á luôn nha. Con này cực đẹp luôn. Nói chung là đánh giá tầm 98 tổng thể. Còn mặt sau 98 nha, mặt trước 99. Đó, nó là vậy nha anh em. Nói rõ cho anh em biết, hình dung dễ, hình dung mấy. 2.8 nha anh em. Con này để anh em giá 2.8 nha. Kèm sạc dán kính nha anh em nha. Realme Wii. Nova 3i Huawei màu đen. Đánh giá mặt sau tầm 98. Kính camera sượt nhẹ.
mặt trước chín chín không hề xước đó, xương xương xước còn cũng rất là ok. Nova 3i màn hình 6.3, RAM 4, bộ nhớ 128GB, pin con này là 3340, anh em nhớ kỹ cấu hình thông số mình có đọc nha, anh em khỏi phải hơi đi hơi lại khi gọi điện đó. Chức năng thì full cho anh em rồi nha, RAM 4, bộ nhớ 128GB, anh em bao anh em xài thoải mái luôn, phải nói là lưu trữ dữ liệu tẹt ra tẹt khói, không đời, không hề đời luôn. Giới thiệu điện thoại Nova 3i, RAM 4, bộ nhớ 128, máy cực khủng, nguyên zin từ A tới Á luôn nha, màu đen rất là đẹp nha, quý phái nha. Con này ra đi cho anh em giá 1990 1.990.000, kèm sạc và dán nghe lực cho anh em luôn, ok nha. Máy đẹp tầm kính 99 lưng 98 đó, nói thẳng nhà cho anh em luôn. Tiếp theo là một con iPhone 6s, con 6s màn zin đẹp keng 98 99, lưng sale có xước xước sát sát đây này, zin nên nó bị rổ rổ này, xài lâu cái dòng 66S hay bị nhà này anh em. Đó, con này là 16GB nha, 16GB nguyên zin. Báo trước anh em là pin yếu, pin này đang coi nhiêu. Pin bảo trì nha, 70 thôi. Pin 70. Anh em nào mà thích thay thì cộng mình thêm 100.000. Cộng thêm 100, còn nếu không cộng thì cứ để ra xài. Thì mình tính giá nó mềm hơn nha. Thì nguyên zin mình chưa có thay. Đó, nói trước cho anh em dễ hình dung ha. Con 6S này để anh em giá 1.700.000 thôi. 1.700.000 nha, kèm sạc gian kính cho anh em. Anh em thích thay pin mới thì thêm 100 thành 1.800.000, còn không thì đến 1.700.000 nha, ok. Thế anh em đúng 100.000 nhân pin thôi. Tiếp theo là Samsung A50 Việt Nam, máy nguyên zin 99, kính này đại dán cái lực 99%, mặt sau do xẹp lưng nhâm nhâm. Anh em thích thì mình dán keo cho anh xem mặt sau, dán anh em một miếng keo trong đẹp luôn. Đó, nó nhám nhám như này. Đó, nguyên zin anh em thấy mặt riêng nó rất là sáng bóng nha, nhưng mà do xẹp lưng nên nó nhâm nhâm như này, khỏi do không dán này. Chỉ nếu dán keo lột ra là keng luôn. Sườn thì sượt sạc nhẹ. Anh em nào kết con máy riêng thì con này nha, máy riêng luôn. Kính thì bao anh em không có xước, đã giá lực cho anh em rồi. Keng sao bén, màn hình 6.4, RAM 4 64, pin 4000, A50, màn hình cực đẹp nha. Đấy, bật sáng hết cỡ cho anh em coi luôn. Đó, màn cực đẹp, màn rất là đẹp. Samsung A50 chức năng thì full nha, anh em yên tâm về chức năng. Thông tin A50 RAM 4 64, còn A50 vỏ nhâm nhâm là gì nhỉ, giá 2.900.000 nha anh em, 2.900.000 nha, kèm sạc gian kính nha, máy nguyên zin, nguyên zin cho anh em luôn. Tiếp theo là con Note 8 màu xanh nhạt, Note 8 màu xanh nhạt bản hàng nha anh em, bản hàng ha, bút còn nguyên hết nha anh em, bút còn nguyên hết ha. Để mình coi thử con này, 1 sim hay 2 sim đây. Máy đẹp nha, màn ám nhị góc dưới. Đó, có nói rõ cho anh em ám nhị góc dưới đây. Còn nguyên zin đẹp hết. Máy 1 sim nha, bản hàng 1 sim nguyên zin. Máy cực đẹp. Nói chung là rất đẹp. Máy màn có ám nhị. Đó, màn có ám nhị nha. Note 8. RAM 6, bộ nhớ 64 cho anh em, màn hình 6.3. Pin con này là 3300. Và giá ra đi cho anh em là cực mềm luôn. Chỉ 3.900.000 thôi, 3.900.000 cho anh em nha. Đó, để giá anh em mềm luôn, 3.900.000. Đó, màu nhẹ luôn, màn ảnh nhẹ thôi nên là giá nó sập sàn luôn, kèm sạc gian kính. Tiếp theo là con Reno 2F, máy đẹp 99 nha anh em, RAM 8, bộ nhớ 128, pin con này là 4.000 và màn hình 6.5 inch, camera thọ thuộc, sườn có xước sát nhẹ. Rồi, máy nguyên zin, màn đẹp nha. Đó, màn nguyên zin đã dán cái lực cho anh em rồi, đẹp keng luôn. Wi-Fi cực mạnh. Reno 2F, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Máy rất là chuẩn nha. Bao anh em chứng năng full từ A tới Á luôn. Con này để anh em 3.900.000 nha, kèm sạc gian kính ha. 3.900.000, máy cực đẹp. Một con Samsung A50, zin keng. Zin keng sạc bén luôn, A50. Con này thì mặt sau đẹp 99. Mặt trước 99.9 luôn, chứ không phải 99 nữa. Nó quá là đẹp anh em, gần như không có một chút nào lỗi lầm con này hết. Chỉ có cái sườn là nó chắc do xẹp lưng này, nó sượt cực nhẹ luôn, sượt cực nhẹ luôn anh em. Còn như là đẹp hết ha, tổng thể màn cực đẹp. Con này đánh giá 99 tổng thể. Samsung A50 bản VN 2 SIM, anh em xài tẹt ra khỏi phải lo nghĩ nha.
A50. Đó, email Việt Nam 2 sim ha. Ok, một con máy đẹp như này. Kèm sạc em, để anh em giá 2950. 2950 kèm sạc dạng kính cho anh em luôn, màu trắng ha. Đó, anh em mua nói nhớ nói màu nha. Chứ thôi mình không biết cái màu nào đưa anh em luôn. Anh em nhớ nói là màu trắng nha. Tiếp đến là một con 8 lút Ken Saben. Con này 8 lút phải nói là Ken Saben ring up, nguyên ring quốc tế, bao quốc tế là trọn đời luôn. Ken Saben luôn. Đó. Chỉ có cái sườn một hai vết sượt thôi. Còn gần như là mấy như mấy mới bao hộp luôn, ngay đây có sượt nhẹ này. Đó, đó anh em đó. Còn như là đẹp như thế này. Màng thì không hề có dính một cái vết gì hết. Phải nói là con máy sao nó như bao hộp mới. Mới mình thèm luôn con này luôn. Thực sự nếu mà 8 lút mua con này thì xài thì quá đỉnh luôn nha anh em. Tự nó quá đẹp luôn. Không có chỗ nào mà chơi được. Không phải là mình bán mà nó tốt, nhưng mà thực sự nhìn cái máy đẹp là mình nói đẹp ha. Đó, chức năng thì anh em khỏi phải lăn tăn rồi. Chức năng ok. Pin con này là nó thuộc diện bảo trì. Mình chưa thay 75%. Thì vẫn anh em vẫn xài được tầm một ngày đổ lại. Nghi gọi bình thường nha. Lên mạng thì hên xui. Ít nhiều lên mạng tính sao. Chứ còn pin con này là nếu bảo trì 75 thì anh em vẫn xài được một ngày nếu nghi gọi nha. Bảo là anh em thoải mái luôn. Đó, con này cực đẹp, 8 Bluetooth 64GB full quốc tế, vân tay vân chân đầy đủ, full chức năng, không hề có một lỗi phải hết ha. Mình đã test ok rồi. Con này để anh em 6.6 triệu được không anh em? 6.6 triệu. Mình sẽ để anh em 6.6 triệu con máy này như mới luôn, thực sự luôn anh em. Nếu anh em mà thêm pin, muốn thay pin trăm thêm mình 2 sĩ 200 ngàn nữa là 6.8 triệu, là bao anh em pin mới. Mình sẽ tháo ra thay pin luôn, là nó mất áp đó, nó phải giải, nó là mất áp anh em. Còn để ra thì nó còn áp đầy đủ hết ha, nguyên máy luôn. Thì đi pin 35 275 thì anh em tính em 6.6 triệu, 6.6 triệu anh em vẫn xài được. Còn nếu anh em thích pin mà pin mới luôn trăm luôn thì thêm mình 200, mình chỉ tính anh em là 6.8 triệu. Ok chưa? Đó, quá mềm cho anh em rồi nha. Anh em nào thích đi về cũng được, mua thêm pin bỏ thêm 200 nữa thì mình kèm luôn nha anh em. Đó, anh em thích xem này ra thì mình ta thay đó. Còn thôi thì mình thay luôn tại nhà. Ok nha. Con này kèm sạc dán kính anh em tính 6.6 triệu. Đó, nếu anh em mà thêm pin 200. Còn nhiều loại 6.6 thôi. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh và cho mình một like nha anh em. Rồi, chào cả nhà luôn. Hẹn gặp lại clip ngày mai.